Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày ấy Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây, có người đi gieo giống, đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu nên khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt được 60, hạt 30. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, Chúa cho chúng ta bốn cái hình ảnh của bốn cái thửa đất khác nhau để đón nhận. Nếu chúng ta hiểu trong dự ngôn này có nghĩa là lời Chúa, cũng có thể là ơn Chúa, cũng có thể là chính Chúa vào trong tâm hồn chúng ta. Nhưng cụ thể hơn, đó là tình yêu của Chúa và cách sống yêu thương. Nhưng mà để sống được điều đó, nó tùy thuộc vào cái điều kiện của tâm hồn chúng ta, hay được gọi là thửa đất trong tâm hồn. Nó sẽ không, tình yêu Chúa sẽ không lớn lên được. Mình sẽ không có tình yêu thương thật sự nếu thửa đất trong tâm hồn mình là vệ đường. Vệ đường ở đây cũng có thể hiểu như thế nào anh chị em? Có thể được coi, mình hiểu cái từ vệ đường ở đây nghĩa là một người luôn luôn đứng ở ngã ba đường. Cũng có thể là một người, cái tâm hồn của vệ đường là tâm hồn không có dứt khoát, hay một cách nào đó là phụ thuộc vào ngoại cảnh. Một tâm hồn phụ thuộc vào ngoại cảnh nghĩa là những gì ai quyết định cho tôi vui hay tôi buồn, nó không tùy thuộc vào tôi mà tùy thuộc vào những gì người khác nói với tôi. Nên khi người ta nói tốt với tôi thì tôi vui, khi người ta nói xấu với tôi thì tôi buồn. Tôi không có là chính tôi, mà tôi tùy thuộc vào cách người khác quyết định về tôi. Hôm nay tôi có cơ hội chia sẻ một chút trên truyền thông, và tôi nói một trong những cái suy nghĩ lệch lạc của con người chúng ta mà người ta nhận thức được là khi mình có chữ phải trong đầu. Mà một trong những phải lệch lạc đó là gì? Là mọi người phải yêu mến và đối xử công bình với mình. Không có chuyện đó. Không có ai có thể biết được mình cần cái gì và như thế nào là công bình với mình hết. Và cũng không có ai hiểu được là mình phải được yêu mến như thế nào. Chỉ có mình mới biết thôi. Nên nếu mình bước ra đời mà mình nói mọi người phải đối xử tốt với mình, công bình với mình và yêu thương mình, còn nếu không thì họ sẽ bị, họ phải bị trừng phạt, thì chẳng khác gì chúng ta tự làm cho mình đau khổ. Vì sao ạ? Vì đâu có ai biết hết được mình nghĩ gì trong đầu. Nhưng nếu chúng ta làm như thế, chúng ta đặt hạnh phúc của mình vào trong tay người khác. Vì đó là thửa đất của vệ đường. Cái thửa đất thứ hai là thửa đất của sỏi đá. Tôi cũng mạo muội nghĩ thửa đất sỏi đá này cũng có thể là, hoặc là thửa đất chứa nhiều, quá nhiều cái sự nặng nề của quá khứ. Sỏi đá là cái gì đó nó đã xảy ra và nó đã khô cứng. Và tôi trong cuộc đời cũng gặp rất là nhiều người trong chúng ta là nạn nhân của quá khứ. Nghĩa là mình cứ phải đối diện với, mình phải sống mang theo, thậm chí lê lết cuộc đời mình với những gì tiêu cực đã xảy ra với mình. Và khi mà trong lòng mình nó quá nhiều cái sự nặng nề của những gì đã xảy ra với mình sẽ trở nên sỏi đá thôi. Mình không có chỗ để chứa đựng
cái điều tốt đến với mình. Tôi có một em bệnh nhân của tôi có trong mái ấm, có từng sau này em ra ngoài ở rồi, nhưng mà khi mà em đến với mái ấm chúng tôi thì em ở một thời gian, cái em nói ủa ở đây không có ai bắt con phải cho họ cho cái gì hả? Cho cái gì ở đây là gì? Rồi tôi hỏi lại con, ý con là cho cái gì? Thì em đó mới kể sự thật ra rằng trước kia khi có người đàn ông nào giúp thì người đó muốn em phải cho họ ngủ với em. Như là cuộc đời từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của mình là cái cuộc trao đổi để mình được sống sót. Do đó khi mà ai đó làm điều tốt với em thì em nghĩ rằng mình sẽ phải trả lại bằng thân xác của mình. Dễ sợ, rất tội nghiệp. Nên khi mà em đến ở trong mái ấm thời gian, em thấy không ai, tại vì không có đạo, không ai muốn gì nơi mình hết, không ai bắt mình phải trả cái điều đó. Cái ngạc nhiên, nó không, trên đời này không có chuyện đó. Hay là tôi nhớ là khi mà mở một mấy cái mái ấm nuôi người già neo đơn, anh chị em ở quận 12 đó, có một số người ta vô, người ta nhìn mái ấm mình nói ủa cái này không thể nào là cái mái ấm cho người nghèo được, tại vì người nghèo sao mà ở được chỗ này, người ta không có ai làm một cái nhà đẹp cho người nghèo ở. Như là có lẽ trong thâm tâm của họ là không có ai có thể đối xử tốt với người khác một cách vô điều kiện. Tôi nhớ có một lần Đức Hùng Y được một người nào đó, là một quan chức nào đó khen ngài, nói là các tu sĩ chăm sóc những người bệnh nhân rất là có tâm. Cái ngài mới nhủ thầm, ngài nói với tôi, ngài trong lúc trò chuyện ngài nói chứ, ủa vậy thì trước giờ tất cả mọi người làm việc cho nhau đều không có tâm à, chỉ có tu sĩ mới làm việc có tâm hay sao? Nghĩa là ngài thắc mắc câu hỏi đó làm cho mình cũng chột dạ. Nghĩa là có tâm phải là cái chuyện rất là bình thường chứ, tại sao chỉ có một số người mới làm việc có tâm? Tôi cũng học được bài học đó. Không, mình không, cái chữ đó nó đúng ra nó không phải đặt câu hỏi với mình được. Vì bởi bản chất mỗi chúng ta đều phải có tâm hết. Nhưng mà khi nào mình không có tâm? Khi mình coi cái có tâm nó không còn là cái chuyện bình thường nữa, và những người mà làm có tâm mới là khác thường, là mình thấy hết hồn. Đúng không anh chị em? Và do đó, đó là một cái hình ảnh của thửa đất sỏi đá. Không có chỗ cho tâm, cho trái tim của mình, cho tình yêu. Nó chỉ là trao đổi thôi. Và cuối cùng là thửa đất của bụi gai. Anh chị em có thể, ai trong anh chị em cũng có thể kinh nghiệm, mình bước ra đời, mình bước ra đường. Có khi mình bước ra đường, mình gặp những người mà chưa làm gì họ, họ đã làm tổn thương mình trước rồi. Họ như là một con nhím, lúc nào cũng sẵn sàng phun những cái gai vô trong người của mình. Tại vì sao vậy? Có lẽ họ muốn như thế. Nhưng mình bước ra, ban ngày mình đi làm hay mình chạy xe dọc đường, mình dễ bắt gặp một số người họ có thể nổi nóng, có thể trừng phạt người khác, có thể đánh người khác, có thể chửi người khác một cách vô tội vạ, chỉ vì họ không đi được theo cách của họ, chỉ vì họ dừng, mình dừng đèn đỏ sớm quá, vừa đèn đang còn vàng mà mình một giây nữa mới đèn đỏ mà mình dừng lại, họ cũng chửi mình nữa. Họ nói chưa đỏ mà đã dừng lại rồi. Họ đụng vô người mình mà mình, họ chửi mình té tua. Tại sao vậy? Đây là thửa đất bụi gai, không anh chị em? Và nhiều khi chính chúng ta không phải, nhiều khi mình đến một lúc đó nào đó mình tạo ra một cái phòng vệ xung quanh mình toàn gai nhọn. Đến chi vậy? Ai đụng vô mình là họ tổn thương trước để mình khỏi phải tổn thương. Cách đây mấy 2 tháng tôi có đi học ở bên Colombia anh chị em. Tôi rất ngạc nhiên. Tại vì tôi nghĩ đất nước Nam Mỹ đó là một đất nước sẽ tiên tiến đúng không? Mình cũng lệch lạc trong đầu cái chuyện đó. Tôi rất ngạc nhiên vì các cha không có cho phép tôi ra khỏi nhà vào buổi tối. Sau 7 giờ tối không, nói cha không được ra khỏi nhà một mình. Và ban ngày cũng không cho ra khỏi nhà.
nói nếu mà đi ra khỏi nhà thì phải có người đi chung. Và rất ngạc nhiên là các xung quanh, các bờ rào luôn luôn là kẽm gai. Có một số bờ rào khác của nhà giàu không có kẽm gai thì có sợi dây thẳng. Và hỏi ủa sợi tại sao cái dây này không phải là dây kẽm gai mà dây thẳng để bọc xung quanh nhà. Họ nói cái dây thẳng này đó, nó có điện đụng vô giật chết. Và họ ở góc nhà, họ góc cái sợi dây đó, họ ghi là điện cao thế đụng vô chết ráng chịu. Nghĩa là một là bị kẽm gai đâm, hai là bị điện giật chết nếu anh nhào vô nhà người ta. Tại vì người ta nói bên đó cái sự cướp bóc bạo lực nó rất nhiều, đến nỗi người ta phải phòng vệ như thế. Mà anh chị em tưởng tượng mình ở trong nhà mà xung quanh mình là dây điện cao thế để bảo vệ mình, hoặc là kẽm gai, mà tự nhiên cái mình cũng chột dạ. Anh chị em, cái đó là cái mình nhìn thấy. Đôi lúc chính chúng ta cũng vậy, nhiều khi mình sống mà xung quanh mình là kẽm gai hoặc là điện cao thế, ai rờ vô là giật chết. Thì sao? Và tại sao mình có cái điều đó? Có lẽ vì mình bị tổn thương quá nhiều. Có lẽ là vì mình là nạn nhân của quá nhiều cái điều bất công. Có lẽ mình không còn tin tưởng ai trong cuộc sống này nữa. Và có lẽ mình tự quyết định với mình là tốt hơn hết là tôi tự bảo vệ tôi. Và cuộc sống Việt Nam của mình không ít người phải sống như thế đó anh chị em. Không ít người phải sống như thế, là tôi thà là để cho người ta bị giật, bị đâm, chảy máu, tổn thương, chứ để cho tôi không có bị nữa. Và rất là đáng thương. Và tưởng tượng như mình là thửa đất như thế thì chỗ đâu cho tình yêu lớn lên. Tưởng tượng như mình là thửa đất đầy sỏi đá của quá khứ, đầy căn mộ, ngôi mộ của quá khứ, thì chỗ đâu cho tình yêu lớn lên. Và tưởng tượng như là mình không bao giờ đưa ra quyết định, mình tùy thuộc vào người khác, thì chỗ đâu cho mình được là chính mình. Vậy Chúa Giêsu đặt câu hỏi với chúng ta để chúng ta tự xét mình: tôi là thửa đất nào? Và làm sao để lời Chúa, ơn Chúa và tình yêu của Chúa lớn lên trong chính tâm hồn tôi? Nhưng mà cái đặc biệt nữa là cho dù mình là thửa đất nào, Chúa cũng không ngại gieo Chúa vào đời mình. Đó là điều tuyệt vời. Chúa không ngại gieo Chúa vào đời mình. Mình có thể né một người đầy gai góc, mình có thể bất mãn với một người đầy tiêu cực, mình cũng có thể quay lưng lại với một người không dám quyết đoán. Nhưng Chúa không bao giờ quay lưng lại với những người đó. Chúa phung phí ơn Chúa cho họ. Vì Chúa biết một ngày nào đó, khi họ quyết định thôi là thửa đất đó, ơn Chúa sẽ lớn lên. Cũng vì thế mà chúng ta cũng được mời gọi không được xét đoán. Chúng ta cũng được mời gọi để kiên nhẫn với anh chị em vẫn còn đang đau khổ, chưa thể dẹp bỏ được cái hàng rào, chưa thể dứt bỏ được những viên đá tảng trong lòng mình, cũng chưa thể quay về nhà mà còn đứng ngoài vệ đường. Để làm chi? Để từ đó chúng ta hiểu được rằng chúng ta cũng cần phải liên lỉ gieo tình yêu như Chúa gieo. Gieo ơn Chúa bằng chính cái tình thương của mình. Và chỉ có điều đó mới giúp anh chị em đau khổ của chúng ta quay lại với ân sủng và cuộc sống của thửa đất tốt thật sự. Amen.